Để chuẩn bị cho tình huống này, New Delhi dự trữ khoảng 420 tấn oxy y tế và sẽ thành lập các phòng thí nghiệm giải mã trình tự gen để nghiên cứu về các biến chủng. New Delhi là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 tại Ấn Độ và đã áp lệnh phong tỏa vào ngày 20 tháng 4. Đây cũng là ngày địa phương này ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục với hơn 28.000 ca. Mặc dù New Delhi thông báo sẽ nới lỏng một số biện pháp phong tỏa, nhưng đặc biệt khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định phòng dịch nhằm ứng phó với đỉnh dịch COVID-19 sắp tới.